Nguyễn Thị Tiệp ở Linh Hiệp. Đây tôi giới thiệu với các bạn về gian bếp của tôi. Gian bếp nhà tôi đây cái trụ rửa và nó cạnh cửa sổ, nó có độ thoáng. Ví dụ mình rửa bát hay cái gì đó thì nó sẽ thoáng và sẽ ngắm được cả cây xanh. Sau ra đây là cái úp bát nhà tôi. Và có chế độ cả sấy ở ngoài. Nó rất là tốt là nó sạch bát và nó sấy khô luôn, thích lắm. Cái chỗ đây là tôi sẽ để dao, để thớt ấy, để rửa ấy, để vào đây luôn, nó đỡ dợt khắp nhà. Còn đây là cái để xoong lồi rồi đủ các thứ ở đây là cái xoay á. Chỗ đây là để thìa dĩa với lại rau củ quả. Còn dưới đây là tôi để cái úp cốc, để cho ví dụ úp cốc ở dưới thấp này nè. Ví dụ như trẻ con cháu ấy, cháu độ 3-4 tuổi nó vẫn cứ tự lấy cốc được, nó không cần phải với. Cứ thế là lấy cốc. Đây là ở bên cái tư vấn. Trên đây là để cái bát ấy, mình nấu ở trên đây thì có cái độ nóng nó sẽ làm khô bát ở dưới đây. Nó cái bát ở dưới đây ấy mình ví dụ như là cái đun nước ấy thì đun nấu ở trên đây thì cái rất là ấm, nó nóng nó sẽ phả xuống đây là nó thành khô luôn ở đây. Nó rất là sạch sẽ. Đây là nước mắm, dầu ở đây để chiết sang đây, còn cái trên đây là tôi làm thêm cái đây để cháu dễ nhìn ấy. Ai mà người lạ, ví dụ như ví dụ họ hàng hay gì, ai đến chơi ấy, người ta sẽ không phải đi tìm ở đâu mà người ta sẽ lấy luôn được. Nhìn thấy được. Trên đây là vi sóng, nồi chiên không dầu và ở dưới đây là những cái túi ấy để đựng rác và cái giấy các thứ ở đây luôn. Những cái trên đây là để nhiều thứ, nói chung là đựng thoải mái. Đây là tủ đồ. Cái tủ đây là đựng rất chiên nhiều đồ ở trong. Nước uống rồi đồ khô các kiểu là ghét. Cái bếp đây thích á. Mình có làm cái gì bắn vào á, mình lấy cái rẻ lau lau cái sạch. Mà nó không có mùi hôi mùi ớt gì hết. Nói chung là dùng cái bếp đây thích được. Ví dụ mà nhà chị cái trần mà thấp ấy là 2m7 giờ xuống thì làm kịch trần. Thì ở cái trên nóc đây nó sẽ không bị bụi. Nhưng mà nhà chị cao quá nên làm này. Nhưng mà chị đã lấy cái ấy che ở trên rồi. Thì khi nào lâu lâu thì mình lại bỏ cái đấy ra thay cái khác vẫn cũng rất cũng được, không bị bụi tiếc mấy. Chị cũng đi tìm hiểu mấy nơi rồi nhưng mà chị thấy kiểu là chỉ là công ty gia đình ấy nhỏ nên chị cũng không mấy lắm, nên chị qua mạng ấy chị thấy ở Milakit là nó có rất là một công ty to mà có thiết kế riêng, có tư vấn riêng đấy. Cứ mình có nhu cầu thì là các bạn rất là nhanh, làm nhanh các bạn. Bắt đầu chị gọi điện là có bạn này tư vấn các thứ, kể cả thiết kế chị muốn thay đổi. Đầu tiên là cái thùng gạo nó ở cái chỗ đây thì chị cảm thấy không tiện. Lấy gạo ở chỗ đây nó sẽ lướt nhé, chị chuyển dao sang đây hay cái gì, để dao sang bên đây, gạo sang bên đây chẳng hạn. Các bạn sẽ thiết kế lại và vẽ luôn, bắn cho chị luôn. Bếp đầu tiên là ý định của chị là cũng thẳng tuột ra kịch, nhưng mà thôi chị bảo là có khả năng ngắn vào thì các bạn cũng vẽ luôn cho. Và đầu tiên là thiết kế ví dụ điện nhất là các bạn sẽ vẽ là từ đây đến đây bao nhiêu phân để ổ điện từ đây bao nhiêu phân để ổ điện 110. Bạn rất chia nhiệt tình và kỹ về kiểu như để mình lắp ráp cái nó khớp luôn. Nói chung là công ty Milakit là công ty lớn và những cái đồ của Milakit, ví dụ An Cường thì sẽ là chuẩn An Cường. Mỗi một cái cánh tủ đây ấy khi mang đến nhà mình ấy là có những cái mát nó dán công ty An Cường ở ngoài, chứ không phải là dán mà bọc rất là kỹ càng. Nói chung là hài lòng, tất cả chồng con là đều hài lòng.